Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật tươi vui và hạnh phúc. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Những hình ảnh mới nhất về nam diễn viên Trần Quán Lâm khiến dân tình không khỏi sốc nặng bởi quá trẻ đẹp. Dù ngấp nghé ngưỡng tuổi 50 nhưng ai nhìn cũng thấy Trần Quán Lâm trẻ trung chẳng khác hồi đóng mã văn tài. Nhắc tới bộ phim Lương, Sơn Bá Trúc Anh Đài, có lẽ cư dân mạng sẽ thấy cả một bầu trời tuổi thơ ùa về trong ký ức. Những tên tuổi đã làm nên sự thành công của siêu phẩm này, cũng được dân tình quan tâm hơn bao giờ hết, nhất là ở thời điểm hiện tại. Trong đó, Nam Phụ Mã Văn Tài gây ấn tượng mạnh mẽ với netizen với vẻ ngoài không tuổi, đẹp bất chấp thời gian nhưng sự nghiệp lại có nhiều tiếc nuối, nhan sắc đẳng cấp so với bạn đồng niên mới đây. Mới đây những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội của nam diễn viên Trần Quán Lâm, khiến dân tình thả tim nhiệt tình. Đây chính là nam thần đóng vai anh chàng Mã Văn Tài, trong bộ phim huyền thoại Lương Sơn Bá Trúc Anh Đại Nam. Nào. Hiện tại, cuộc sống của Trần Quán Lâm vẫn được dân tình quan tâm, tò mò hơn bao giờ hết, đặc biệt là nhan sắc đáng đồng tiền bát gạo của anh. Có thể nhận thấy sự trẻ trung tột độ như mới ngoài 30 của anh chàng Trần Quán Lâm. Sau nhiều năm vắng bóng, nhiều người không thể tin được nam diễn viên họ Trần đã ở ngưỡng tuổi 49, mà video lại hệt thanh niên thế này. Dễ thấy Trần Quán Lâm vẫn sở hữu gương mặt điển trai, từng bộ phận đều hút hồn người nhìn. Anh chàng cũng không lộ nhiều nếp nhăn, dù đã ở ngưỡng tuổi nhiều người gặp phải tình trạng lão hóa, xuống sắc không phanh. Trên mạng xã hội, nam thần có video không tuổi này thường xuyên khoe ảnh cuộc sống đời thường. Anh tận hưởng cuộc sống khá bình yên, phẳng lặng, chuyên chụp selfie cận mặt nhưng cũng không lộ nhược điểm gì ai nấy chứng kiến đều ngợi khen khả năng lão hóa ngược của chàng Mã Văn tài thỏa nào. Ngắm nhìn những hình ảnh mới của Trần Quán Lâm, cư dân mạng lại nhớ ngay tới anh chàng Mã Văn Tài thi tình nhiều năm trước. Trước, trên màn ảnh Trung Hoa, lần đầu tiên có Mã Văn Tài ác phía cả nam chính là Lương Sơn Bá. Với diện mạo điển trai cực phẩm cùng với diễn xuất ấn tượng, Trần Quán Lâm chính là Mã Văn Tài được công chúng ưu ái nhất màn ảnh. Anh cũng xứng danh chàng nam phụ đẹp nhất từng thước phim Trung, bị oan nhưng không còn ai tin tưởng trong phim trần quán lâm vào vai phản diện và thành công nhờ thực lực diễn xuất thuyết phục được công chúng tuy nhiên đây lại là vai diễn khiến nam tài tử họ trần bị khán giả nghi ngờ cho rằng nhân cách của anh chàng không có gì tốt đẹp dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng nam diễn viên lại vô tình vướng phải xì si căng đan nhân cách khiến dân tình sốc nặng đây cũng là lúc chẳng khán giả nào còn tin tưởng trần quán lâm để anh chơi vơi giữa nỗi oan nhiều năm theo đó vợ cũ của trần quán lâm là trịnh trọng nhân đã lên tiếng tố cáo anh nhân cách tồi tệ đối xử độc ác với vợ con thời điểm này không còn ai tin tưởng trần quán lâm mà quay lưng thậm chí tẩy chay anh sau khi được giải oan trần quán lâm vẫn không thể nào vực lại sự nghiệp lẫy lừng như trước tên tuổi của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bị vợ cũ đặt điều hiện tại trần quán lâm không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước trên trang cá nhân anh luôn thể hiện sự lạc quan vui vẻ, tinh thần thoải mái tận hưởng cuộc sống yên bình. Thỉnh thoảng nam diễn viên có quay lại thảm đỏ và các sự kiện trong sự mong ngóng của netizen. Được mệnh danh là mã văn tài điển trai nhất màn ảnh, Trần Quán Lâm duy trì sức hút nhiều năm nhưng lại bị xịt căng đang làm sự nghiệp đi xuống. Hiện tại anh vẫn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của riêng mình sau nhiều tiếc nuối trong sự nghiệp. Bạn nghĩ sao về anh chàng này? Hãy chia sẻ với chúng tôi ngay nhé!